Anna! Anna! Thằng bé cũng không ở trong đây. Mahu đã bỏ trốn cùng với Anna. Ba, cô ấy để lại lời nhắn. Samaira, chúc mừng đám cưới của cô với Aditi. Cô cướp chồng của tôi và bây giờ còn muốn cướp đứa con trai của tôi sao? Tôi không thể chia sẻ tình yêu của Anna với bất kỳ ai khác được. Đó là lý do tại sao tôi sẽ rời khỏi đây vĩnh viễn cùng con trai mình. Đừng cố tìm tôi nữa. Mahu bỏ trốn cùng với Anna sao? Con bé vừa mới hết hôn mê, có thể đi đâu được chứ? Nó sẽ chăm sóc thằng bé như thế nào? Chúng ta phải gọi cảnh sát. Cảnh sát? Ông Jagannath, ông biết rất rõ tình trạng tâm thần của con gái mình. Không, Mahu, sẽ không bao giờ làm điều đó. Con thấy mà, chẳng phải bây giờ con bé đã ổn rồi sao? Tình trạng tinh thần con bé hoàn toàn bình thường. Bình thường? Nếu con gái ông bình thường thì cô ta đã không làm chuyện như vậy. Bắt cóc một đứa trẻ nhỏ như vậy, không phải điên rồ thì là gì chứ? Chúng ta nên báo cảnh sát. Ông không lo lắng một chút nào về Anna sao? Sao may ra tất cả chúng ta đều lo lắng. Nhưng Mady chính là mẹ của thằng bé. Cô ấy bỏ trốn khỏi đi cùng Anna vì nó không bao giờ muốn chia sẻ tình yêu của Anna với bất kỳ ai. Và cô ấy sẽ không bao giờ làm hại Anna đâu. Em không biết. Em không biết gì cả. Aditi, làm ơn làm gì đó đi. Em sợ lắm. Ông Mahato, báo cảnh sát thì có gì sai đâu. Samaira, đừng cố chấp như vậy. Mahu sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng nếu chúng ta lo cảnh sát vào chuyện này. Họ sẽ nghĩ rằng con bé đã bỏ nhà đi vì vụ án giết Vinet. Họ sẽ nghiêm khắc trừng phạt Mahu. Mahu gọi. Mày đi, bà đưa con. Xin chào, xin chào. Mày đi, mày đi, em ở đâu? Em mà Anna đi cùng để làm cái gì? Thằng bé ổn chứ? Đưa cho em, đưa cho em, để em nghe. Sao lại tắt máy? Chẳng phải em đã nói với anh là muốn nói chuyện với cô ấy sao? Cô ấy đã nói gì? Anna ở đâu? Aditi, nói đi. Cô ấy đã nói gì? Aditi, lên tiếng đi. Nói cho mọi người nghe đi. Anna thế nào? Bà không cần phải lo. Anna hoàn toàn ổn. Nhưng mà Hu đi đâu với Anna? Cô ấy không nói với con chuyện đó. Cô ấy nói rằng Anna sẽ không gặp bất kỳ tổn hại nào. Hiện tại Anna đang ở với mẹ. Và cô ấy quan tâm đến Anna hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Cô ấy sẽ không bao giờ làm hại Anna. Aditi, sao anh lại không cho em nói chuyện với Mahu? Em sẽ yên tâm hơn đó. Tại sao lại tắt máy điện thoại? Nói cho em biết, em định nói gì với cô ấy? Em sẽ hỏi cô ấy chuyện gì? Cô ấy sẽ giết Anna. Khi nào và như thế nào xong? Cái gì? Anh đang nói gì vậy? Samaira, May đi đe dọa anh qua điện thoại. Cô ấy đe dọa anh. Nhưng anh nói rằng Anna, anh đã nói dối mọi người để ba mẹ không hoảng hốt. Nhưng sự thật là lúc nãy Mady chỉ muốn giết thằng bé. Cô ấy nói rằng cả hai chúng ta đã hủy hoại cuộc đời cô ấy. Chúng ta làm cho cô ấy phát điên và cướp đi mọi thứ của cô.
Đó là lý do tại sao cổ muốn trả thù cả hai chúng ta. Và cổ đe dọa anh là cổ sẽ giết chết Anna. Anh không thể hiểu nổi, cô ấy cũng thương Anna mà. Bởi vì người phụ nữ đó bị điên. Cô ấy bị điên, không thể làm bất cứ điều gì được. Dù sao đi nữa, đây không phải là lúc để nghĩ về tất cả những chuyện này. Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách cứu Anna. Aditi, Anna là con trai của anh đó. Anh làm gì đi. Xin hãy cứu thằng bé. Xin hãy cứu thằng bé. Được rồi, anh sẽ nghĩ cách, đừng lo. Chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra May đi. Và anh đảm bảo Anna không bị thương gì đâu. Anh hứa đó. Sika Gupta, nếu không thì tôi cũng sẽ đảm bảo Anna không bị thương gì cả. Nhưng cô chắc chắn sẽ bị trừng phạt vì đã chế nhạo tình yêu của tôi. Sớm thôi. Aditi, ba gọi. Alo, alo Sika. Mọi chuyện ổn chứ? Giấy tờ quyền giám hộ của Mana. Xin chào Sika. Con, sao con không nói gì cả? Ba, Mana, chuyện gì đã xảy ra với nó? Ba ơi, tính mạng của Mana đang gặp nguy hiểm. Con đã từng mất thằng bé một lần. Con không muốn mất thằng bé lần này nữa. Sika, con đừng lo. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với nó đâu. Thần linh sẽ bảo vệ thằng bé. Con à con, đã báo cảnh sát chưa? Không ba. Những người này cũng không muốn báo cảnh sát. Như ba gọi cho cảnh sát. Dạ, báo những chuyện này đi ba. Được rồi con. Ba gọi cho cảnh sát đây. Dạ, ba bảo cảnh sát chỉ theo dõi cuộc gọi của Madu và cho con biết về địa điểm, chứ đừng đến trước mặt cô ấy. Madu có thể làm bất cứ điều gì nếu nhìn thấy cảnh sát. Cô ta có thể làm gì với Mana đó. Con sẽ không thể sống được mất. Được rồi, ba sẽ gọi cảnh sát. Con đừng lo. Được rồi ba. Được rồi. Thưa anh, mạng sống của con trai Sika Mana đang gặp nguy hiểm. Makuri Chaganath đã bắt cóc thằng bé và cô ấy đang dọa giết thằng bé. Chuyện lúc nào vừa mới xảy ra thôi. Ông Abhinath đừng lo, tôi sẽ tìm ra cô ta. Xin anh, bắt cô ta đi. Nếu Makuri biết cô ấy có thể làm bất cứ điều gì với Mana, tôi muốn một ân huệ từ anh. Hãy lần theo số điện thoại của Makuri và tìm vị trí cô ấy gửi cho chúng tôi biết. Tôi sẽ ngay lập tức theo dõi. Và ngay khi biết, tôi sẽ thông báo cho anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Ông Abhinath, không cần phải cảm ơn tôi. Tôi sẽ cảm thấy tự hào khi giúp được một người phụ nữ chống lại những tội phạm như vậy. Tôi sẽ cảm thấy rằng tôi đã làm một việc tốt trong đời. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Samara đi thôi. Anh biết mày đi đâu rồi. Ở đâu? Chúng ta có một trang trại ở ngoài ô thành phố. Anh chắc chắn cô ấy đã đến đó cùng với Anna. Chúng ta đi ngay thôi, trước khi Mahu làm hại Anna bằng mọi cách. Đúng vậy, nhanh lên. Làm ơn đừng nói với ba mẹ. Họ đã lo lắng rồi, nếu biết họ càng sợ hơn. Chúng ta đến sớm đi. Được rồi, đi nào. Hai con đi đâu vậy? Chuyện... chúng con, Samira có chuyện gì? Ba, Samira thực sự lo lắng cho Anna. Con đã giải thích rất nhiều với cô ấy là không có gì phải lo lắng. Anna đang an toàn với May đi. Nhưng cô ấy vẫn chưa yên tâm.
Samira, ba biết rất rõ con gái ba. Con đừng lo, nếu con bé bỏ nhà đi trong lúc tức giận thì lúc bình tĩnh con bé sẽ về nhà. Con đừng lo. Chính xác đó ba. Con cũng mệt khi cứ phải giải thích cho cô ấy. Nhưng ba, nên con nghĩ con sẽ lái xe được cô ấy đi đâu đó cho khuây khỏa. Ba nhìn xem, trong ngày sinh nhật mà cô ấy lại căng thẳng, xanh xao đến như vậy. Đi đi, đưa nó ra ngoài đi. Samira, anh đã quên điện thoại ở trên tầng rồi. Em lên lấy giùm anh. Anh đi lấy xe ra. Được rồi. May đi, anh sẽ rời khỏi đây với Sika. Hoàn hảo, em nhớ những gì cần phải làm. Đừng lo IDT. Tội nghiệp Sika, một lần nữa cô ta lại vô tình đang đi về phía cái chết của mình. IDT, điện thoại không có trên đó. Vậy sao? Không có trên đó phải. Đây rồi. Anh xin lỗi. Aditi, lái xe nhanh lên đi. Đừng lo, chúng ta chắc chắn sẽ tìm thấy May đi. Mahu gọi. Em nghe đi. Xin chào. Xin chào Mahu. Anna. Anna. Anna con trai. Đừng lo, thằng bé đang khóc. Điều đó có nghĩa là thằng bé vẫn còn sống. Madhu, cô đã làm gì với Anna vậy? Sao nó lại khóc? Madhu, cô có thù hận với tôi và Adi. Bỏ con trai tôi đi. Làm ơn, đừng làm hại nó. Thằng bé không có lỗi gì cả. Thằng bé không phải Anna. Thằng bé là Mana. Con trai của cô Mana. Cô đã hủy hoại cuộc đời tôi để có được thằng bé. Cô làm tôi phát điên. Và Aditi đã giúp cô trong toàn bộ kế hoạch này. Anh ta mù quáng trước tình yêu của cô. Tôi đã cố gắng giải thích cho anh ta rất nhiều, nhưng anh ta lại chưa bao giờ lắng nghe tôi nói. Anh ta chưa bao giờ tin cô là Sika Gupta. Dù sao, bây giờ tôi cũng không cần phải giải thích điều gì với ai cả. Adi và con trai cô đang ở cùng với tôi. Thằng bé sẽ đau khổ vì hành động của cô bây giờ. Không Mahu, không. Nếu con muốn thì cứ giết tôi đi và tha cho con trai của tôi. Đừng làm hại gì thằng bé. Vậy là đủ rồi. Đừng có khóc nữa. Tôi biết lúc này cô và Adi đang đi tìm tôi. Và đừng cố tỏ ra thông minh. Adi chắc chắn sẽ đến trang trại của chúng tôi để tìm tôi, phải không? Nói với Adi rằng tôi không phải kẻ ngốc khi đến trang trại đó đâu. Hiểu chứ? Alo, Madhu. Aditi, cô ấy không ở trang trại. Cái gì? Cô ấy biết đó sẽ là nơi đầu tiên anh đến tìm. Đi tới đó chẳng ích lợi gì cả. Cô ta mang Mana đi đâu rồi? Bây giờ chúng ta đi đâu tìm May đi?
Xin chào Ratap. Anh có biết Mahu đi đâu không? Adi, anh diễn hay lắm. Nào nhìn đến địa điểm yêu thích của Sika ngay đi. Pangani. Cái gì? Em có chắc không? Sao mày ra? Anh biết mày đi hiện đang ở đâu rồi. Ở đâu? Cô ấy đang ở Pangani. Cái gì? Đi ngay thôi. Sao mày ra chính là nơi này? Mày đi chắc chắn ở đây. Anna. À. Đây là áo của Anna. 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 Manna, ăn đi con, ăn đi. Há miệng ra. Manna, mẹ hứa với con là mẹ sẽ sớm đưa con rời khỏi đây. Và không ai có thể chia rẽ mẹ và con đâu. Mẹ sẽ luôn ở bên con. Sao mày ra? Đây là quần áo của Anna. Alo, cậu đã đến Pangani chưa? Hai người đang nghĩ là mình rất thông minh phải không? Nói với Adi rằng tên tôi là Mahuri Jagannath. Tôi luôn luôn thông minh hai người. Dù cô có cố gắng bao nhiêu thì cô cũng sẽ không bao giờ có thể tìm thấy tôi dễ dàng như vậy đâu. Mahu, Anna ở đâu? Đừng có lo, thằng bé vẫn đang ở cạnh tôi và còn sống. Mahu, sao cô làm như vậy? Tha cho thằng bé đi. Sika, cô cảm thấy thế nào khi thấy quần áo của con trai mình dính máu chứ? Nói cho tôi nghe đi nào. Trông cô run rẩy như vậy thật là thích quá. Cô có nhớ cô đã từng làm tôi đau khổ như thế nào khi tiêm cho tôi những mũi tiêm đó hàng ngày không? Nhớ lấy Sika, tôi sẽ làm cho cô đau khổ gấp hàng ngàn lần trước khi giết con trai cô. Mày đi. Mày đi, chuyện điên rồ gì vậy? Sao lại làm như vậy chứ? Mày đi, chuyện gì với cô? Mày đi làm ơn. Làm ơn đừng hại Anna. Cô là mẹ của thằng bé. Tuyệt vời. Adi, anh diễn hay lắm. Lẽ ra phải là diễn viên trong phim. Thật sự, bây giờ tôi mới biết rằng tất cả những chuyện này là do anh diễn và một cô gái ngây thơ ở Nasik đã rơi vào bẫy tình của anh. Được rồi, mày đi. Nói tôi biết đi, mày đi. Nói đi. Được rồi, tôi tắt điện thoại đây. Anh có thể diễn tiếp phần còn lại trước mặt Sika. Tạm biệt.